Và chúng ta sẽ đến với trận đấu bản lề trong siêu đấu này. Đây là Roman. Roman trong tay của game thủ màu 3, đó chính là Igor. Vâng, Igor cầm Roman trận này. Vơ được cầm Roman nữa. Vâng, Trương IS cầm Greg. Và Summer trong tay truy bệnh. Trong đó bên kia Tùng Anh là người cầm Maxe. Vâng, Ken Z cầm Candy Seng. Cho Son trong tay của Exciter và Nai cầm Pho. Đây là màn máy Roman trong tay của game thủ Igor. Roman. Đây là màn hình máy của game thủ Khơ Được Khóc. Greg. Không, này toàn Greg thôi. Có quả phụ thì có khóc này. À đây quả đầu. Khóc ăn quả phụ trước. Quả đầu 7 cây chưa ăn. Bấy nhiêu đầu cũng 7 con. Tới đây. Đây là anh Vơ. Roman nữa. Và truy bệnh ở một chỗ bằng Mạ Hổ Tàng Long trên góc 12 giờ rồi. Đôi voi thì GV này đi dò rất ảo. Ba voi bắt đầu câu voi về rồi. Quả phụ này cũng bịp tôi à. Thế mấy bạn chưa gặp nào lầy trong này. Rồi tách ba dân đi ba hướng. Một dân gặp đôi voi, một dân gặp quả phụ, một dân gặp bầy hiêu và một con voi. Đủ đồ luôn rồi ông GV. Quá là bịp. Rồi soi máu cho con hiêu. Đưa bầy hiêu về. Bây giờ đầu có 6 con rồi bây giờ bài đấu Roman khá đẹp. Dừng rú các kiểu con đại điểu luôn. Vâng, đang muốn làm một chiếc BS để ăn cả vàng và cả gỗ. Rất tiết kiệm. Rồi phi hiệu thôi. Đến ăn, để ăn gỗ hết đầu đi anh. Mới có 3 giờ ăn thôi. Còn bài 4 voi. Mark Bình. Rồi xem anh vừa kích bao nhiêu. Rồi cầu nốt con voi xạ về trước. Còn hai voi này tí cầu sau. Cho thêm một dân nữa ăn gỗ không anh. Còn voi thứ hai thì bây giờ thông tin báo về Ua gặp màu 7 ở đầu cánh. Ua cũng gặp Roman trận này. Sốp. Ôi, bay đầu nhưng vẫn chết. Không sống được. 25 dần đấy từ anh Vơ. 7-29 với 25 nông dân của Roman. Hãy bắt đầu câu con voi tiếp theo về nhà chính cho mình. Con voi thứ 3. Rồi 7-29 đậu kích 9 đồ. Bốn dân đóng nhà này cho GV. Tôi tưởng thế nào mà ông quên đóng BB ạ. Và BL. Và còn BM đóng rồi. Và 10 sớm cho GV. 10-06 với 25 nông dân của Roman xin dò. Và hóa ra là quên đóng BB. Bảo sao gỗ nhiều thế. Và mình cứ nghĩ là đây Roman.
Rồi anh đóng L2 luôn. Thông tin báo về đội bạn cũng toàn bài đẹp thôi. Do đẩy đi. Né sư tử các kiểu vẫn là điều. Vòng 6 bắt đầu chơi và anh vừa chơi đúng bãi hoàng luôn. Seang đến từ game thủ Ken Z. Chưa chết dân nào nhưng khả năng chết cao. Vẫn chưa chết dân. Xúc có giò, bây giờ thì chết dân rồi. Chết một dân. Vâng vậy hơi tai hại. Vâng trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ Cô Đồ Khóc. Màu Nam, Tùng Anh là người cầm Maxi. Đang không cho ăn vở và đây làm cái A đi em ơi. Ai có thừa gỗ không? Bộ phong rồi đến hơi chậm. Ô, nó phát hiện ra dần của em đứng đấy rồi đấy. Đóng A đi. Làm cái BA ôm bom thì tôi đứng thủ cùng khóc. Cảnh vơ xe phô ấy. Rồi. Chẳng được khá nhiều dân đến từ cầm Max C này rồi. Tươi đấy. Xin một tên để công phế bãi vàng người cầm Max C luôn. Tiếp tục kìm được dân. Lên bánh xe. Và đi ăn hoa cái bãi quả siêu khỏe. Dành cho người cầm Black game thủ Cô Đồ Khóc. Tiếp tục chọc dân người cầm màu năm nào. T đã ra và bắn bãi vàng đi. Đưa chém xuống đây. Rồi bãi vàng kìa. Màu năm tên này dẹo luôn đấy. Làm tên đóng L2 không khóc. Ờ ăn quả đã. Rồi màu năm phít rồi đấy. Rồi xong rồi. Bây giờ ta có giò bị gặp chết em. Ok. Đi thôi. Máu năm đã chết cả vàng cả ăn hoàng. Chắc còn khoảng chục dân nữa. Mình nghĩ còn khoảng chục dân nữa đi rồi gặp Maxi này. Đi tìm nốt nào. Đây rồi bãi gỗ đây rồi. Té hết rồi. Thông tin về vơ báo về là cánh kia khoai cái vơ gặp ngay Seang. Vòng bài Seang có hốc. Không biết đâu Maxi để chạy đâu rồi. Dò sát mấy bản đồ xem. Giờ Maxi không mấy xe nó chưa chạy xa được đâu. Tìm nó đi. Đây là màu 7. Vâng Exciter cầm cho son. Vâng, chém dân của Exciter nào. Khóc vẫn đang bị chăn. Màu 5 chăn khóc. Trả thù. Ô, màu 7 vừa chết tơn ăn hoang. Vâng, thêm bãi vàng bãi gỗ của màu 7 bay. Không biết ông màu 3 chạy đâu nhá. Đối thủ nhiều phù thế. Màu 7 chơi chay phù. Đây rồi. Vâng, chạy lên cuộn. Còn tưởng cậu không biết à. Chú ý vào trong đi, nó vẫn còn dân đấy, còn khoảng 3-4 dân trong đấy. Đấy, 4 dân này. Rồi bỏ qua 7 đi, không chơi được 7 đâu. Không phải tạt sang cái kia rồi, màu 5 chết rồi nhá. Chú chém hết dân vàng nó chưa. Tham 31 trên 36 rồi không. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ Truy Vậy. À đây là Vơ 17 trên 44 Nít vua. Tham 45 trên 64. Có sọc đơn để công vào nhà màu 7 trong tình huống này. Phù lấy con ngựa chém. Làm hai con là mát. Một con. Vâng trong khi đó đây là màn hình máy của Truy Vậy. Vâng y màu 5 bắt đầu tràn vào nhà 7. 3 con đi. Đơn đồ cho vào năm châu Y, rất đông Y nhá. Chưa phải về đóng Y thủ như vậy thôi. Vâng, bây giờ đang có 6 con Y ở đây. Gì ở bao giờ mới chết đây. Vâng, rất nhiều Y đến từ gặp vào năm trong tình huống này. Vậy cần phải lưu cung giờ lại để gì ạ. Và sửa những cái BE bị đối xiên. Chưa bắn chết được con Y nào.
Vâng, một năm này quá đông y, các bạn có thể thấy mình đang phải kéo thêm cung R về. Còn bây giờ cung R ở nhà vâng, y vẫn xong rất khỏe. Chú ý điều cung R vậy. Bây giờ mới rỉa được một vài con. Chú ý trong những tình huống thủ nhà. Ôi, em ơi. Vâng, lọt vào trong nhà 3 con đi. Khoảng 5 con đi nó chuẩn bị tràn vào nhà bệnh. Imace cực kỳ trì. Không cứu được chủ nhà đang vất vả đây em ơi. Ôi Imace. Đây. Đủ lại kìa. Ta phải rất nhanh với đối thủ vậy. Kìa khóc xong đi, khóc chú ý. Chú ý trong nhà bệnh kìa. Vâng, quá khoai đi con đi này, giữa nhà chính nha khóc nha. Ui rồi, lại thêm nữa. Vâng, vậy nó đang cố gắng cá gì ạ? Vâng, các bạn thấy đội chỉ của Imax nó quá là lầy. Bắn đi. Còn một con đi nữa. Mặt này lại bị thủng. DC đến từ chiến thủ truy vậy. Vâng, tân thủ y vừa rồi toát hết cả mồ hôi ra. Ra đi khóc ơi. Khóc bỏ hai đi ra. Bỏ hai đi ra ngoài đi. Rồi, bỏ sau đến kìa. Vâng, lại thêm 4 con đi nữa. Rất vất vả đấy mình như vậy. Tham lai vẫn chỉ là 5 lít thôi. Với ông Imace được nó xiên rồi. Và nguồn thì lại đang bị màu 8 đẩy. Cho tí vàng lên cái giáp 4 đi anh em. Vâng, đây là ua. Màu 8 đẩy vào nhà ua luôn. Màu 8 là nai, thông tin báo về mệnh bị màu 8 lên luôn. Không tham bao nhiêu? Không tham 30. Đây là truy mệnh. Vâng, đỡ y rồi đỡ cả cung R màu 8. Khoai thế nhỉ. Có nhiều y quá. Vẫn còn 2 con đi trong nhà. Kìa có một con nữa. Bắn nốt đi. Tím thật. Vẫn còn một y nữa bấy gỗ. Và lại thêm y vào. Và ông này hack ra y à. Ông nào bơm đồ cho ông màu 5 này mà khỏe thế. Xem ai bơm đồ. Y mặt kia kìa mệnh ơi. Ôi trời. Vâng, nó làm 6 y vào thì đỡ vào răng. Ăn đè lắm rồi. Rồi thêm 6 con y để vào thì mệnh ấy rồi. Ôi dữ nhất người. Vẫn đang cố rỉa đến cho mệnh nhưng mà không bao giờ lớn được với con y Max C này nhỉ. Màu 8 bắt đầu dồn qua đây nhà với vị truy mệnh. Thông tin báo về là khóc lại lủng nhà màu 8. Cái quan trọng là mệnh có đỡ được cái này hay không rồi. Mệnh vẫn bảo là đỡ được. Cố gắng chơi đi em ơi. Và mệnh trèo lên bắt hết cùng màu 8 trước. Khi màu 8 đã mất tay ở nhà. Và màu 8 chết hết tân đi công rồi rồi. Không để ý gì luôn. Vâng, nhưng mà màu 5 nó lại vào cả chém cả y này. Thả bẻ quá. Vâng, 2-1 trong trận đấu thứ hai dành cho team Nam Định. Và dạy cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên cho team
Quảng Ninh trong trận đấu thứ hai này.